Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay 24 tháng 12, Noel đã tới nhưng mà người dân tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ phải cảnh giác với nguy cơ ngập úng do chiều cường. Sáng sớm trước giờ đi làm sẽ là thời điểm đỉnh chiều lên cao nhất. Tại trạm Phú An, lúc 5-6 giờ sáng nay và ngày mai đều được dự báo là sẽ vượt mức báo động 3. Còn tại trạm Nhà Bè, đỉnh chiều đạt báo động 3 vào lúc 4-4 giờ 30 phút sáng. Mức chiều vượt 1,6 mét có thể gây ngập úng ở nhiều điểm trũng thấp của thành phố, nên là người dân cần phải cân nhắc lộ trình trước khi mà khởi hành, bắt đầu ngày làm việc mới. Chiều cường lên cao một phần là bởi vì gió đông bắc từ không khí lạnh ở phía bắc đang hoạt động khá mạnh, đẩy cho chiều cường càng vào sâu hơn trong đất liền. Vùng biển từ khu vực của Bình Thuận cho đến Cà Mau có gió mạnh tới cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét, biển động. Vì vậy, bà con ngư dân cũng không nên ra khơi trong ngày hôm nay. Còn ban ngày thì trời có nắng với cường độ vừa phải, xen kẽ với những lúc râm mát nên là vẫn còn khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Với nhiệt độ sẽ tăng lên mức là 25-28 độ tại vùng cao nguyên và từ 29-32 độ với các tỉnh thành thuộc Nam Bộ. Trở ra miền Bắc với sự suy yếu của không khí lạnh, sáng sớm nay thì trời nhiều mây hơn và lúc này thì vẫn chưa có nắng. Tuy nhiên thì miền Bắc lại bớt rét hơn với nhiệt độ sẽ tăng lên từ 2-3 độ. Ở khu vực Trung Du Đồng Bằng thì mức nhiệt sẽ dao động trong khoảng là từ 11-14 độ, còn ở vùng núi mức nhiệt này sẽ là từ 8-10 độ. Trời sẽ còn duy trì tình trạng nhiều mây, ít nắng do hôm nay thì miền Bắc đón một khối không khí lạnh tăng cường yếu và cũng sẽ lệch đông. Độ ẩm không khí sẽ có xu hướng là tăng, vào giữa trưa thì trời sẽ bớt khô hanh với độ ẩm vào khoảng là từ 55-65%. Tuy vậy thì người dân có thể yên tâm vì độ ẩm này chưa đủ gây mưa. Thời tiết thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc vẫn khá thuận lợi cho các hoạt động chào đón Noel, với nền nhiệt độ cao nhất vẫn giữ ở trong khoảng là từ 18-21 độ. Một vài nơi thuộc khu vực Tây Bắc thì mức nhiệt sẽ là từ 23-25 độ. Thời tiết xấu nhất trong dịp Noel này đó là ở khu vực miền Trung, nơi chìm trong mưa dông do trường gió đông giàu ẩm hoạt động mạnh. Hôm nay thì suốt dọc theo các tỉnh từ khu vực của Quảng Bình trở vào cho đến Khánh Hòa tiếp tục nhiều mây và có mưa. Trong đó các tỉnh từ khu vực của thành phố Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa sẽ có mưa vừa và dông. Thời điểm mưa lớn nhất sẽ là đêm nay và chiều tối mai. Nền nhiệt cũng có sự phân hóa. Trời rét từ khu vực của Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, trong đó các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cũng sẽ không còn rét buốt như những ngày vừa qua, khi mà nhiệt độ cao nhất sẽ nhích nhẹ lên ở khoảng là 20-21 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến phần phía bắc của khu vực Bình Định thì trời lạnh với nhiệt độ cao hơn khoảng 2 độ và phần còn lại từ Khánh Hòa cho đến Bình Thuận thì trời ấm hơn với nhiệt độ là từ 27-30 độ. Còn với thời tiết biển, ngày hôm nay thì do có sự tăng cường yếu về phía đông của không khí lạnh nên là gió trên khu vực bắc và giữa của Biển Đông hoạt động mạnh hơn một chút và có cường độ ở khoảng là cấp 6, có lúc cấp 7, sóng biển cao từ 2-4 mét vẫn gây nguy hiểm cho các hoạt động hàng hải. Còn tại khu vực phía nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, thì gió đông bắc sẽ tiếp tục duy trì cường độ hoạt động ở khoảng cấp 5. Nhưng mà điều đáng lưu tâm vẫn là những đám mây đối lưu phát triển mạnh, gây ra hiện tượng mưa rào và dông khiến tầm nhìn bị hạn chế. Và trong cơn dông thì vẫn còn tiềm ẩn cả nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy là miền Bắc vẫn còn rét, miền Trung thì mưa rào, còn miền Nam có nguy cơ ngập do chiều cường vào dịp Noel này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết 6 giờ sáng nay. Xin kính chào và chúc quý vị có một kỳ nghỉ lễ Giáng sinh an vui bên gia đình và bạn bè. Thank you.